Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cả nhà có thể thấy ông rất là mê ly luôn ha. Khu vườn của nhà Uyên Quỳnh hôm nay hoa trái rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự rất là dễ thương của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Sẵn đây Uyên Quỳnh cũng luôn nói rằng các anh chị tham gia chương trình cần làm video phỏng vấn nói giới thiệu về mình. Tuy nhiên, dạo gần đây bên kênh Uyên Quỳnh có mở ra chương trình dành cho hội viên. Nếu ai đăng ký hội viên tùy theo từng cấp độ sẽ được ưu đãi dành cho hội viên. Và những anh chị nào vẫn cô đơn thì Uyên Quỳnh sẽ đăng lại video của anh chị ấy bên phần Facebook và sẽ đăng một đoạn short video trong phần YouTube. Và các anh chị nào hiện đang kết nối với nhau vui lòng tìm hiểu cho thật kỹ. Và nhất là trong chuyện tiền nong thì không nên dính vào vì như thế rất là dễ mất lòng. Nào Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi em chào chị nha. Rồi chị chào em. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình ha. À, chị tên là Nguyễn Thị Thạch Liễu. Chị sinh năm 1967. Năm nay là chị 56 tuổi. Rồi chị xin chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Một lời thân thương nhất, lời chúc tốt đẹp nhất. Yeah. Hiện tại là chị đang ở đâu? Chị đang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Chị đang làm công việc gì chị? Chị hiện tại bây giờ là chị từ khi ông xã chị mất đó, lúc trước là hai vợ chồng là bán hàng ăn. Sau ông xã chị mất được gần 2 năm rồi. Từ khi ông xã mất là chị không có làm nữa. Giờ hiện tại chị đang ở với đứa con gái. Đứa con gái của chị là hai mẹ con. Còn chị tất cả là hai người con, một thằng con trai thì nó có vợ ở riêng rồi. Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pious, pious, and pious. Trustworthy, knowledgeable, caring. Còn đối với gái và con bây giờ nó cũng nói thôi ba mất rồi mẹ. Rồi bây giờ mẹ mà buôn bán thì phải có người phụ mà thuê người thì gửi cho con có hai mẹ con. Rồi bây giờ là con thì đi làm, mình nhà cũng nấu nướng cho con vậy rồi. Cũng hiện tại là chưa có làm gì. Chị hồi trước chị bán hàng ăn là chị bán hàng gì? Giống như nấu món gì bán? Chị bán hàng ăn là chị đâu bán bán bún bán phở đó. Chị bán được lâu không? Chị bán được được 5 năm á. 5 năm là chồng chị mất đó. Ảnh ảnh bị ung thư từ khi phát hiện bệnh cho đến khi đi là có 27 ngày à. Wow, vậy đó hả? Nhanh như vậy đó. Chị rồi chị có được mấy người con? Chị được hai người con. Một đứa con trai với lại một đứa con gái. Đứa con trai năm nay là 33 tuổi, đứa con gái là 26 tuổi. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị hả? Là chị chịu khó. Chị hay lo. Nói chung chị trong gia đình là chị quán xuyến, nói chung chị chịu khó mà chị hay lo, đó là vậy đó. Còn khuyết điểm của chị? Khuyết điểm của chị là chị hay tin người. Vậy đó. Với lại tin người với lại chị cũng có cái tính thương người nữa đó. Chị cũng hay hòa đồng nữa, rồi chị cũng tin người nhưng mà giống như bây giờ thì nó khi còn trẻ thôi, thì bây giờ thì chị cũng năm mươi mấy tuổi thì chị cũng
bớt 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 tin rồi. Chị rồi bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Chị muốn người đó là thì tầm hơn chị khoảng tầm vài tuổi, trên dưới 60 á. Chỉ cần người đó, người đàn ông của gia đình là được, biết lo lắng cho gia đình, cũng như là hiểu hiểu chuyện một chút, hiểu biết một chút, là cái đạo đức là được. Rồi à, chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Như hồi nãy chị nói là tầm hơn chị vài tuổi á, trên dưới 60 là được. Thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Thì uống rượu thì uống thì cũng được, nhưng mà mình uống tầm kiểm soát được, mình cảm thấy mình vừa là mình nghĩ. Chứ còn hút thuốc thì còn hút thuốc thì đàn ông hút thuốc thì cũng khó bỏ đó, nhưng mà bớt bớt lại thì biết kiềm chế cái gì cũng như nó đúng mực là được. Các con của chị á, như thế nào? Có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? Có con chị mới nói là ba mất chưa được lâu rồi, mẹ mới nói mẹ nếu mà mẹ mẹ cứ vậy thì mai mốt được cái tuổi xuân của mẹ, khi mẹ lớn tuổi rồi thì ai lo cho mẹ. Thì con nó cũng có hiểu rồi đó. Chị rồi à, chị Nói có chung chị nói đi. chị cũng buồn á, chị buồn thẫn, chị cũng buồn, nhiều lúc chị thường thấy cô đơn. Thì đấy đó, khi chị xem chương trình của em á, chị cũng em chị xem từ khi ông xã chị mất là chị buồn, chị có xem chương trình của em tới tầm 1 năm rồi đó. Lâu vậy đó hả? Mà lúc này khi lúc này là chị mới có cái động lực, chị cũng mạnh dạn mà chị uống. Chưa có bao giờ chị ngồi trước cái ống kính hoặc ngồi trước tất cả đông tất cả mọi người như vậy đó. Cho nên là thì em hỏi cái gì chị nói cái đó, mà để tự chị nói thì chị không biết nói cái gì hết. Chị rồi à, chị có được mấy anh chị em? Anh chị em của chị là được 6, mẹ chị được được 6 anh chị em mà mất một rồi còn 5. Gia đình của chị Ba chị mất rồi, ba chị mất rồi chỉ còn có mẹ nữa mà thôi. gia đình của chị có ai ở nước ngoài không? Có chị là sinh đôi, có một người chị sinh đôi với chị đi bên nước ngoài. Bên Mỹ hả? Đúng rồi. Có khi nào chị nhờ chị của chị làm mai cho chị không? Không không, tại vì chị cũng không có nghĩ tới là, tại vì chị thấy là cái chương trình của em nó ý nghĩa với lại người thật việc thật á, với lại nó thực tế luôn, với cái khi để mà nói chung là qua cái chương trình của em thì chị thấy nó có ý nghĩa hơn nhiều. Chị mới tìm đến em. Chị rồi à, bây giờ thì thời gian của chị cũng khá thoải mái, thì những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Lúc rảnh rỗi thì chị cũng có mấy người bạn cũng độc thân, cũng bạn học á, cũng chồng mất sớm á, thì lâu lâu bạn cũng tụ nhau vậy, rồi cũng bạn nào thì cũng có công ăn việc làm thôi. Cũng lâu lâu thì chừng vài tháng thì được 1 lần thì họp nhau bạn bè thì giải trí như bình thường vậy thôi. Chị bán ăn hàng ăn như vậy là chắc chị nấu ăn rất là ngon hả? Cũng thường thường thì bán hàng ăn thì nước lèo thì bún vỡ thì cũng nên theo công thức thôi. Nhưng mà chị có cái ưu điểm là chị sạch sẽ. Hiện tại là chị đang sống chung với con mình hả? Đúng rồi, sống chung với đứa con gái. Rồi chị hồi đó giờ chị có đi du lịch những nơi nào gần xa gì chưa? Chưa, chỉ có đi đi trong Việt Nam thôi, thì đi Đà Nẵng hay đi những cái như miền Tây đồ, thì đi anh em á, trong 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 dòng họ anh em á, là đi thăm bà con gì thì có đi thôi, chứ còn đi du lịch thì chưa có đi. Là lúc khi lúc mình còn sống với chồng á,
thì cái nghề của mình ấy, nó không có nghỉ được, nó cứ vậy đó, cứ lo làm ăn, mình cũng không có nghĩ đến là đi đây đi đó, hay đến khi bây giờ mới nghĩ đến bây giờ thì lại buồn lại mất mình mới nghĩ đến. Chị em thấy chị rất là giống Lai, chị có Lai không? Không, chị không, nhà chị không ai lắm. Chị rồi à, chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị có 1.5 à? Ồ vậy à. Mỗi ngày chị có đi tập thể dục không? Chị cái đợt nói chung là cái thời gian cái bữa mà ra Tết á, chị có cũng có, chị có bị tai nạn, chị có bị gãy tay. Gãy tay nhưng mà chị mổ là người ta nẹp rồi thì bây giờ chị bình thường rồi. Nhưng mà cái thời sau đó thì là chắc có lẽ cũng để cho nó ấy khỏe hẳn rồi, có lẽ chị cũng đi thể chụp. Chị rồi chị thích một anh làm quay với mình cao khoảng bao nhiêu? Thì cao hơn chị là được rồi, cũng không phải cần là rồi, chị có mấy chị thì thấp cao chị là được rồi. Chị thích anh ấy là lanh lẹo hoạt bát hay là trầm tính ít nói? Chị thích trầm tính ít nói. Rồi em nghĩ bình thường chắc chị cũng trầm tính ít nói hả, hay là tại vì giờ chị mắc cỡ? Chị thì nếu mà đúng người với mình thì chị mới nói nhiều. Chị thích nói người nào mà người ta biết lắng nghe là chị mới nói nhiều. Còn người không hiểu mình thì chị không nói nhiều. Rồi chị có thích một anh làm quen với chị có tính lãng mạn không? Chị thích chân thật hơn chứ chị không thích lãng mạn. Chị thích cái tâm, chị thích chân thật, chị thích từ từ cái đáy lòng của anh ấy, tâm, cái tâm, cái chân thật là chị thích. Anh nghĩ sao nói vậy là được rồi. Chị rồi không, không biết là rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị coi chứ không ai giới thiệu cả. Vậy đó. Còn khá lâu như thế chị, những thời gian rảnh ấy, cái chị cầm điện thoại lên trước chị coi, và chị vô tình vô chị đọc được cách đây cả năm. Nói chung thì cái lúc trước thì không mấy, sau cái thời gian ông xã mất thì chị buồn á, rồi chị cũng có hay coi trong điện thoại, rồi chị thấy cái video của em á. Chị coi nhiều như thế rồi chị có cảm thấy mến mến được anh nào trên kênh của em không? chị cũng không có cũng không có rành lắm, thì chị coi thì chị thấy, ví dụ chị coi thì chị thấy thì cũng có anh nói chuyện dễ thương, với lại cũng có người thì cũng rất là hiền lành và đạo đức, thì chị thì cũng có sơ vậy đó, nhưng mà cũng chưa có để ý được ai. Chị nhờ em chị phải coi nhiều video ha, xong rồi chị để ý cái video số video á, thì chị mến anh nào chị gửi qua cho em sau, còn sau video này có anh nào mến chị á, thì em cũng sẽ cho anh ấy số điện thoại của chị để anh ấy liên lạc với chị ha. Chị hiểu em nói không? Hiểu. Dạ chị coi lâu rồi chắc chị cũng biết thể lệ của chương trình như thế nào phải không? Good. Rồi hiện tại là chị dự định là mình trong sắp tới là mình có dự định làm công việc gì không, hay là chị như thế là cuộc sống chị đã ổn định rồi? Bây giờ tạm thời hết năm nay đi, chị cũng chưa có dự tính làm được cái gì cả, tại vì chị để cho cái tay nó thôi, cái khi mình mổ mình tháo nẹp ra nó thôi. Ồ, hiện tại tay của chị cũng còn đau hả? Thì người ta mổ người ta nếp nẹp vô thì khi mình bây giờ thì nó thôi rồi, nhưng mà phải có cái thời gian là phải tầm 16 tháng là người ta tháo nẹp ra, là cái thay là mình hoạt động là mình thôi hẳn đó. Thì bây giờ đang trong thời gian mình kia, đâu phải hết năm nay. Chị hồi nãy chị nói chị ở đâu em nghe không rõ. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị ở gần bãi trước bãi sau không? À không, chị không nằm thành phố Vũng Tàu đâu, đó là thuộc tỉnh thôi.
Nhưng mà chị ở thuộc tỉnh thôi, nhưng đó là cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chứ trên mấy chị ở dưới trường cái hướng mà Bà Rịa đi xuống á. Từ nhà chị mà đi lên Bà Rịa là 20 mấy cây. Cũng xa vậy đó hả? Khu chị ở có đông người ở không hay là ít ở thưa thưa thôi? Có khu chị ở đông người, khu của chị ở là gần 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 bệnh viện của trung tâm huyện á, gần từ đó thôi, của chị nhà chị ra đó tầm khoảng 15 phút là tới. Và chị có ở gần cha mẹ mình không? Gần là được, ở bên nội thì gần, còn mà cha mẹ ruột của chị thì xa cả cây số. Gia đình bên chồng thì gần. Chị rồi à, nếu mà bây giờ nếu mà có cơ hội đi du lịch đó, thì chị sẽ thích đi du lịch ở đâu? Ở đâu cũng được. Đi du ha. Chị có sở thích hát karaoke không? Thường Chị cũng có tâm hồn âm nhạc. vậy đó. Thường chị sẽ hát bolero hay là chị hát ca cổ? Bolero thôi. À vậy đó. Ở nhà chị có hát thường xuyên không? Không hát thường xuyên, khi nào thỉnh thoảng là bạn bè gặp nhau á, bạn bè gặp nhau thì mới hát thôi. Chị sau khi ông xã chị mất thì cú sốc của chị rất là nhiều, thì thời gian đó chị làm gì để cho mình xả stress đó? Thì là điện thoại nè, rồi biết biết em đó, cái điện thoại là bạn đó, rồi chị cứ buồn cứ chị lướt Facebook chị coi, rồi chị lên Facebook chị coi những cái chương trình gì á. Rồi bây giờ hiện tại thì chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Người đàn ông có đạo đức và có cái tâm là một người đàn ông của gia đình là được. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng rằng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Chị cũng xin chào khán giả. Nếu mà thích video của chị thì comment cho chị. Thank you Xin chị. chúc một ngày xin chúc khán giả một ngày hạnh phúc. Bye chị, good night chị nha. Xin chào cả nhà, mình là Thạch Liễu. Năm nay mình 56 tuổi. Mình có tham gia một chương trình kết nối yêu thương của Uyên Huỳnh, Cuộc Sống Mỹ. Nếu các bạn thích video của mình thì comment cho mình. Xin chân thành cảm ơn. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius 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 với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.